Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Trên tay của mình chính là em Red Magic Tablet, phiên bản đầu tiên sử dụng con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 ấy. Sau cái video lần trước mình test game trên em Xiaomi Pad 6 Pro ấy, thì các bạn có yêu cầu mình là test game trên cái em Red Magic Tablet này và ở trên cái phiên bản sử dụng con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 nhá. Chứ còn phiên bản sử dụng 8 Gen 3 ấy, thì Mobile City vẫn chưa về hàng để mà review cho anh em được. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test hai tựa game để mà thử sức hiệu năng, đó là tựa game Pocket Launcher, tựa game chơi Minecraft ở trên PC, nhưng mà mình sẽ cài thêm một cái shader và cài thêm một cái texture pack, và tựa game tiếp theo là tựa game Guthrie Way nhé. Vậy thì chi tiết như thế nào ấy, bắt đầu video thôi nha. Đối với cả những chiếc máy gaming phone ấy thì các bạn phải khóa ứng dụng Scene lại nhá. Nếu không ấy, khi mà chơi game bật ứng dụng siêu trò chơi lên thì ứng dụng này nó sẽ tự văng nha. Lock the app này, ok chưa? Game Space của Red Magic đây nha. Đối với cả tựa game Minecraft ấy thì mình sẽ cài thêm một cái shader có tên là Sora nhá. Còn về phần Resource Pack ấy thì mình sẽ cài thêm một cái là Modern App RTX. Đấy, anh em nào chơi Minecraft PC thì cũng biết ngay là cái texture pack này là gì đúng không nào? Cực kỳ đẹp luôn nhá. Đối với cả em Red Magic Tablet phiên bản 8 cộng Gen 1 ấy thì chúng ta vẫn có cái chế độ siêu trò chơi như mọi khi thôi. Đây là giao diện chế độ siêu trò chơi của tất cả những cái dòng điện thoại và máy tính bảng của Red Magic nhá. Mình sẽ bật lên chế độ là Rise là tăng lên tối đa luôn ấy. Anh em mua gaming phone về anh em cứ tự thử nhá. Rồi, sau khi mà mình cài cái shader Sora với cả một cái texture pack xong ấy thì mức FPS hiện tại chỉ là 15 thôi này. Đấy. Hiện tại thì mình để render distance là 500 và simulation distance cũng là 500 nhá, cực kỳ thấp luôn. Nhưng mà FPS hiện tại cũng chỉ ở mức 14 thôi. Kể cả anh em có dùng con chip như Snapdragon 8 Gen 3 trên những mẫu máy khác ấy, khi mà chơi Pocket Launcher cộng với một cái shader cực kỳ nặng như thế này thì chắc hẳn rằng nó cũng khá là không ổn định đâu. Đấy. Đây này, mức FPS hiện tại chỉ là tầm khoảng 12 FPS thôi. Cực kỳ lag luôn anh em nhá. Nhưng mà bù lại các bạn thấy chưa? Từ khung cảnh bầu trời mặt nước này, từng cái gợn sóng một ấy nó cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đây, mình sẽ thử giảm mức trăng xuống tối đa luôn nhá. Đấy, thì mức FPS có vẻ tăng từ 12 lên 15, nhưng mà nó cũng không đáng kể lắm đâu anh em ạ. GPU chiếm tầm khoảng 76%. Đấy, cứ đến gần mặt nước ấy, thì FPS sẽ xuống tầm khoảng 14-12. Còn khi mà tránh xa mặt nước ra ấy, tỷ lệ phần trăm sử dụng GPU cũng tụt xuống luôn. Nhưng mà FPS vẫn 11 là sao ta? Có vẻ như là vẫn cứ bị một cái tình trạng gì đấy anh em. Ui, lắc. Đấy, bay cao lên xem thế nào chứ, mẹ nhìn cây cối như thế này mà. Đấy, nó rung rinh theo gió luôn anh em ạ. Quá đẹp, quá xịn rồi. FPS trung bình thì tầm khoảng 18 thôi. Chắc là mình sẽ phải tắt cái shader này đi để xem là FPS lên là bao nhiêu nhá. Sau khi mà tắt shader xong ấy thì FPS lên cực kỳ mượt luôn nhá. Mình sẽ thử tắt cả texture pack đi để xem ấy là được bao nhiêu FPS nha. Lên được 51, mà đối với tựa game Pocket Launcher này ấy, thì mình đánh giá rằng nó đang kém hơn những cái con máy khác cũng 8 cộng Gen 1. Ok, vừa rồi mình có đá qua một chút về tựa game Minecraft trên con Red Magic Tablet này. Mình sẽ kết thúc đôi FPS này. Đầu tiên với cái tựa game Pocket Launcher ấy thì FPS max sẽ là được 56 và FPS trung bình sẽ được 28 nha. Tỷ lệ sử dụng điện trung bình là 9,3W điện. Và trong thời gian đầu khi mà mình cài shader ấy thì FPS cực kỳ thấp luôn, dưới 2x. Nhưng mà sau khi mình tắt shader, tắt texture pack đi ấy, thì mức FPS có vẻ tăng lên một chút, nhưng mà cũng không quá đáng kể. Bởi vì giới hạn con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 mà các bạn. Tỷ lệ sử dụng CPU 3 thì cực kỳ thấp luôn, chứng tỏ rằng nó không bung hết được 100% hiệu năng của con chip nhé. Và để bài test nó chân thực hơn ấy, thì mình sẽ chuyển sang tựa game Guthrie Way Max Setting nhé. Vậy là FPS đã lên tầm khoảng 58-60 rồi anh em ạ. Có vẻ là hơn em Xiaomi Pad 6 Pro rồi đấy. Xiaomi Pad 6 Pro thì không vượt qua nổi 55 FPS cơ. Mức setting mình đang để hiện tại là max luôn nhé. Có mỗi cái shadow quality mình để lâu mà thôi, để như mọi máy khác. Và khi mà mình đi qua đi lại ấy, thì cảm giác nó sướng lắm, nó mượt. Em máy này có một cái màn hình cực kỳ to, cho nên là cái không gian hiển thị mình cảm giác rằng ấy, nó chơi rất là sướng luôn. Nó không khác gì chơi trên máy tính cả các bạn ạ. Rồi, FPS xuống 47 anh em ơi. 47 này, 36 này. Ui, xuống 36 là hơi căng nha. Ui ôi. Bắt đầu lác lác rồi anh em ơi. Bắt đầu lác lác rồi anh em ạ.
46 này, 35 FPS này, 22 FPS anh em ơi. Cảm giác em này lúc mà combat ấy thì lại kém hơn em Xiaomi Buds 6 Pro nhỉ. Bởi vì em Xiaomi Buds 6 Pro không có lúc nào bị drop xuống 22 FPS cả. Lag thực sự luôn anh em ạ. Ui, 31 FPS này. Bật ulti xuống 30. Có vẻ chơi game không ổn rồi anh em ạ. Không chơi game không ổn rồi. 29 này. Cảm giác nó giật lag là rõ luôn ấy. Chắc là do mình chơi tựa game Minecraft kia quá đà cho nên là em máy này bây giờ chơi game không còn ngon nữa rồi. Ui, 26 này, lại drop xuống 26 này. Trong quá trình combat đây thì FPS không thể nào lên được trên 5x đâu. Hôm trước mình có test game trên em Xiaomi 13 thì cái thời điểm mình combat FPS đều trên 55 nhá. Ui, 41 này. Ngọc thật đấy, chiếc máy này có vẻ như anh em không nên mua về để chơi Guthrie Way rồi anh em ạ. Chứ còn chơi những cái tựa game khác thì vẫn ok. Chắc mình sẽ tắt đo FPS nhá. Bởi vì cũng không chơi được nữa các bạn ạ, không chơi được nữa rồi. Lag quá. Rồi ok, đối với cả cái tựa game Guthrie Way ấy, mức điện tiêu thụ trung bình là 12,37W, cực kỳ kinh khủng luôn. Nhưng mà FPS trung bình ấy thì thấp thảm hại, chỉ được 39,2 mà thôi. Ok, qua cái bài test vừa rồi ấy, thì mình cảm thấy rằng em Red Magic Tablet này có vẻ như đã đuối dần rồi anh em ạ. Thậm chí nó còn không cả bằng em Xiaomi Buds 6 Pro cơ. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhá. Tạm biệt các bạn.